Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin review đến các bạn một cái bộ tông đơ cắt tóc không dây. Đây là cái modem 88-2. Bộ tông đơ này thì nó có hai màu chủ đạo là màu đỏ mận mình đang cầm trên tay đây và màu đen. Đó, giá thành nó cũng hết sức là vừa phải, nó không quá cao. Giúp các bạn có thể tự trang bị để cắt tóc cho những người thân của mình trong những cái ngày dịch Covid như thế này. Bởi vì thì các tiệm cắt tóc cũng đã đóng cửa rồi, nên các bạn có thể tự cắt tóc cho những người thân của mình. Cái bộ tông đơ này thì nó hoạt động rất là êm. Đó, bởi vì nó là lưỡi sứ ceramic, lưỡi sứ, nó hoạt động rất là êm. Nên là các bạn có thể cắt tóc cho cả trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người lớn đều được. Cắt được cho mọi lứa tuổi nha các bạn. Đó, cái bộ tông đơ này thì nó bao gồm như sau. Cái bộ bao gồm là một tông đơ cắt tóc này. Trong tông đơ này có sẵn một pin rồi. Bên ngoài thì kèm cho mình một viên pin dự phòng nữa, kèm một viên pin dự phòng. Bên cạnh đó thì nó sẽ có bốn cái cử căn độ dài, nó có cử ly của nó sẽ ghi ở trên này, nó thể hiện ở trên này. Trên tay mình đây là cử 30 ly, các bạn lắp vào như thế này thì sẽ cắt ra tóc là ra độ dài 30 ly, hay các bạn thường gọi là tóc bao phân đấy, đầu đinh đấy. Các bạn cắt như thế này thì tóc nó sẽ đều, đó, nó sẽ đều giống như thợ cắt tóc luôn. Bên cạnh đó thì nó sẽ còn cho mình cử 6 mm, cử 9 mm và cử 12 mm dây sạc. Đây là adapter sạc này. Khi nào mà máy hết pin thì các bạn chỉ việc cắm cái dây sạc vào đây và sạc lại là được. Đó. Hoặc là các bạn thay thế viên pin bên ngoài này. Thay thế viên pin này. Đây là pin lithium 1500mAh và 3,7V nhé các bạn. Đó, bên này nó rất thông dụng trên thị trường. Nó có dầu máy và chổi vệ sinh. Thì trước khi cắt thì mình sẽ tra vào đây một chút dầu máy để cho nó bôi trơn cái bộ lưỡi cắt của mình. Đó. Trên thân máy thì nó sẽ có cái bánh xoay này chỉnh lưỡi từ 0,8 đến 20 ly. Nếu các bạn vặn về 0,8 thì là cắt sát luôn, cắt tóc sát da. Cắt như này sát da và nó cũng không làm thay xước da gì cả, rất là sát. Đó, không muốn sát thì các bạn chỉnh lại. Rất là đơn giản và dễ sử dụng phải không ạ? Thì bộ sản phẩm này chỉ có 350.000 thôi. Nó sẽ có hai màu cho các bạn lựa chọn nha, màu đỏ mận và cái màu đen giống như các bạn đang xem ở trên video này. Các bạn đặt hàng chỉ việc để lại tên, địa chỉ, số điện thoại là shop sẽ liên hệ và giao hàng đến tận nơi cho các bạn. Các bạn nhận hàng thì được kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Các bạn hài lòng thì mới thanh toán để lấy hàng nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip review sản phẩm tiếp theo của shop mình.